là căng cần cô chú chị ơi, Hồng Loan lên báo. À, Hồng Loan bị khán giả Úc chê rằng là hát dở, ngán ngẩm khi nghe Hồng Loan hát. À, hello, mến chào cô chú chị. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại kênh YouTube của em. À, thì ngày hôm nay em lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái drama dành nhà cho ở nhờ của mẹ con Cám nha cô chú anh chị ha. À, mấy ngày nay thấy Hồng Loan đi diễn quá diễn, được nhiều người yêu thương quá yêu thương luôn. Nên ve chịu đâu nổi cô chú anh chị. Thì không biết là có một cái tác động hay không, thì ngày hôm nay lại xuất hiện một cái bài báo viết về Hồng Loan. Thì bài báo viết như thế nào á thì em sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì trước tiên vào phần chia sẻ thì em cũng thông báo cho cô chú anh chị một cái thông tin. Thì đây là cô chú anh chị, thì đây là cái kênh YouTube mới của em nha cô chú anh chị ha. Thì sắp tới em sẽ chia sẻ trên cái kênh này nhiều. Trong lúc mà chờ điều chỉnh ở cái kênh này á cô chú anh chị ha. Thì tại vì quý vị thấy rồi, cái kênh em 140.000 mà sau đăng là có 2.000, 3.000 không mà cô chú anh chị. Đó thì không biết bị tác động gì. Đó. Chứ 140.000 thì ít ra 10% thì cũng được mười mấy 20.000, 30.000 chứ. Này có 2-3.000, 20.000 không à. Đó. Thì để em xem xét lại kênh cũng giống như là chia sẻ trên cái kênh mới được cô chú anh chị yêu mến á, thì hãy nhấn like, subscribe và đăng ký kênh này giúp em nha. Thì em sẽ để cái đường link phía bên dưới cái video này. Đó, cô chú anh chị vào đăng ký ủng hộ giúp em nha. Đó, thì em sẽ chia sẻ nhiều, còn cái khi nào mà cái kênh này nó ổn định lại á thì em sẽ quay về đây em chia sẻ, còn không thì em sẽ chia sẻ trên cái kênh đó là nhiều nha cô chú anh chị ha. Thì ngày hôm nay cô chú anh chị căng quá căng, cô chú anh chị Hồng Loan bị lên báo viết như thế này nè cô chú anh chị. Trời ơi, Hồng Loan là con gái ông Năm. Đó, đi lưu diễn ở Úc đó cô chú anh chị. Đó, bị khán giả Úc là ngán ngẩm và chê rằng Hồng Loan hát dở. Thì không biết là cái này là anh nhà báo anh lấy tư liệu ở đâu mà anh viết cái bài này hả cô chú anh chị. Nhưng mà em thấy những cái video mà Hồng Loan diễn á là khán giả người ta ủng hộ, người ta yêu thương, người ta tặng tiền, người ta tặng gấu bông, rồi người ta tặng quà quá trời luôn cô chú anh chị. Mà ở đâu mà anh viết được cái bài mà khán giả ngán ngẩm vì Hồng Loan hát dở này kia, thì không biết viết ở đâu, hay là viết theo ý của mẹ con cô ve cô chú anh chị. Chắc em nghi là viết theo mẹ ý của mẹ con cô ve rồi cô chú anh chị. Chứ quý vị thấy rõ ràng là cái việc mà Hồng Loan đi lưu diễn đợt này cũng là mang một cái yếu tố là khách mời thôi cô chú anh chị. Đó thì Hồng Loan không có thông qua một cái trường lớp nào hết và chưa bao giờ tự nhận mình là ca sĩ và chưa bao giờ tự nhận mình hát hay, mà Hồng Loan hát ở đây là hát và truyền cảm đến cho mọi người bằng những cái gì mà chân thật nhất trong con người của mình, hát bằng tâm đó cô chú anh chị ha. Nên cái gì đến từ tâm á, thì sẽ được mọi người đón nhận. Chương trình cũng đâu có bia rằng ngày hôm nay sẽ đón chào ca sĩ Hồng Loan hoặc là ngôi sao Hồng Loan này kia đâu cô chú anh chị. Người ta chỉ giới thiệu đây là con gái của ông Năm thôi, đúng không cô chú anh chị? Đó, và chỉ là một vai trò khách mời thôi, đến đây để mà cùng giao lưu với tất cả mọi người thôi. Chứ đâu có ai mà nói Hồng Loan là hát hay hay gì kia, đúng không? Đó, mà đâu mà ngán ngẩm. Em thấy khán giả người ta yêu mến, người ta vỗ tay ầm ầm vậy. À, những tiết mục khác em không nói, nhưng mà tiết mục của Hồng Loan đó cô chú anh chị, không khán giả lên chụp hình nắm tay hôn rồi ôm ấp Hồng Loan rất là nhiều. Cái điều này thì điều này chứng tỏ rằng là mọi người yêu thương Hồng Loan chứ đâu mà ngán ngẩm ở đây, đúng không? Chỉ có những cái người mà đang ủng hộ cho mẹ con ve thì mới ngán ngẩm thôi, chứ thật sự ra ai cũng biết Hồng Loan thì hát chưa hay đó, nhưng mà cái gì thì cũng phải có sự luyện tập, và mới hát được nhiêu đây mà nhiều người khen quá trời khen đó cô chú vậy. Đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Nguyên Anh viết cái bài Tuổi Phận Đời Con cho Hồng Loan hát đó, trong chuyến đi lưu diễn đợt này đó, người ta còn nhận xét rằng Hồng Loan hát rất hay và đặt cái tâm mình vào đó, khiến cho bài hát này nó trở nên là sống động và nhiều tình cảm cảm xúc hơn, khiến cho nhiều người phải rơi nước mắt đó. Còn cái việc mà Hồng Loan chưa được qua đào tạo thì nhiều khi nó còn nhiều cái mà gọi là chưa được chỉnh chu lắm, nhưng mà từ từ thì nó mới được cô chú anh chị, đúng không? Chứ đâu phải là tự nhiên cái người mà mới vào showbiz mà mới đi hát có 1-2 tháng mà gọi là ca sĩ nhạc sĩ hay là một cái gì mà hát hay thì đâu có cửa đâu cô chú anh chị, đúng không? Nó cái gì cũng phải có trải qua cái sự luyện tập, và cái gì tập luyện thì từ từ nó mới hay được đó. Mà anh viết như vậy là thua luôn rồi, đúng không? Ít ra các anh cũng phải phỏng vấn cái người nào, cái chị nào ngày hôm đó đi hát, đi coi ở đâu, rồi tại sao thấy giọng hát của Hồng Loan không hay là không hay chỗ nào, rồi ngán ngẩm là ngán ngẩm chỗ nào đó, đúng không cô chú chị? Còn đằng này đi viết một bài viết như vậy là cố tình là vu khống
cũng giống như là nói không đúng về những cái khán giả Úc rồi. Em thấy ở khán giả Úc người ta rất là yêu thương và thương mến Hồng Loan, chứ đâu có ai ngán ngẩm gì đâu. Nếu mà ngán ngẩm với quý vị không, là tại sao mà Hồng Loan lại được diễn 2 3 đêm ở đó, đúng không? Bây giờ Hồng Loan và Đòn á, là đang chưa đang đi qua Melbourne là chuẩn bị hát trong ngày 13 nè, mà trước đó quý vị không, sau 2 đêm diễn đó thì ngày nào á, khán giả cũng tổ chức những cái buổi ăn uống này kia để mà mời cái Đòn có Hồng Loan trong đó để mà giao lưu, cũng giống như người nói chuyện tâm sự trên cô chú anh chị. Và Hồng Loan có livestream lên đó, quý vị thấy rõ ràng không đó. Thì cái điều này em không biết là ngán ngẩm ở đây hay là đây là một cái suy nghĩ của một cá nhân nào đó vì ghen ghét Hồng Loan, hay là anh viết bài theo một cách mà giống như là người khác đưa thông tin cho viết á thì đúng hơn. Chứ thật sự ngán ngẩm này em thấy không có ngán ngẩm, mà em thấy Hồng Loan hát cũng không có gọi là hay lắm, nhưng mà cũng hát chạm vào trái tim. Còn những cái người mà hát hay kìa, những người mà tự xưng là nghệ sĩ, tự xưng là gì truyền nhân này kia, nào biết không, giờ phải ở nhà bán bún bò hát không ai nghe. Mà em nói thật sự bây giờ một cái người bình thường thôi chăng cô chú anh chị, thì người ta vẫn có việc người ta cầm mic lên người ta hát, chứ đâu phải là một người bình thường một ca sĩ mới được đi hát đâu. Một người bình thường nếu mà khán giả người ta muốn nghe thì người ta vẫn có thể cầm mic lên người ta hát, đây hát cho những khán giả người ta nghe mà, đúng không, người ta yêu cầu mà. Đó, một người bình thường dù cho anh hát không hay nhưng mà tôi thích nghe anh hát, tôi thích nghe cô hát, tôi thích nghe anh gái của ông Năm hát đó, được không? Còn những người mà hát hay quá là thôi đi về hát cho người khác nghe đi, chúng tôi không cần nghe đó. Quý vị thấy rõ ràng không? Mà tự nhiên cái qua cái câu chuyện này cứ chê hát dở này kia, trong khi á chưa chắc gì mình hơn người ta, người ta được đi lưu diễn chỗ này chỗ kia hát cho hàng ngàn con người nghe đó, full gạp luôn cô chú anh chị, thấy không? Và được nghe người ta xúc động đó, người ta khóc. Còn mình hát á, người ta nghe lên á, người ta bay vô người ta comment, người ta nói này nói nọ, so sánh gì kỳ cục, chừng nào mình hơn người ta mình hả nói. Còn đằng này quý vị thấy không, hết kiếm cách để mà chọc phá Hồng Loan, khịa Hồng Loan, bây giờ lại có thể là kêu người khác để mà tấn công Hồng Loan bằng cái bài báo này. Thì thật sự càng tấn công thì mọi người càng thấy nhìn thấy cười, đúng không? Phải chi mà thời đại trước đây á không có mạng á, không có 4G 5G, không có xài smartphone á, người ta không có tìm hiểu được, không có livestream được, thì các anh nói sao người ta nghe vậy. Còn thời đại này á là thời đại của công nghệ, mọi thứ đều trực tiếp trên mạng, anh chị có thể lên đó search nó ra hết tất cả mọi thứ, anh có viết gì chăng nữa thì làm uổng công, uổng nó uổng thôi, chứ thật sự không có hãm hại được ai đâu, đúng không cô chú anh chị? Đó, bởi vậy đó là quá sai lầm ha cô chú anh chị ha. Đó thì anh Song Minh á, anh cũng viết một cái bài như thế này, em cũng đọc cho cô chú anh chị. Thì đây là một cái nhà báo này ta viết theo nè, mới đúng nè. À, thì em đọc cho cô chú anh chị nghe là chúng ta thấy Hồng Loan chưa bao giờ tự nhận mình hát hay, Hồng Loan chưa bao giờ tự nhận mình là ca sĩ, Hồng Loan hát bằng bản năng, bằng cảm xúc thật của mình chứ chưa qua trường lớp nào. Với lại Loan chị mới dám hát và dám bước ra sân khấu chỉ vài tháng nay, vì vậy chuyện Loan nhận được nhiều ý kiến trái chiều, sự khen chê là lẽ gắt thường tình, ai khen thì Loan đón nhận, xem đó như một lời khích lệ động viên nhưng vẫn không ngừng cố gắng, ai chê thì Loan cảm ơn và xem đó là động lực phấn đấu để rèn luyện giọng ca của mình ngày càng tốt thêm lên. Làm nghệ thuật là phải học hỏi cả đời, đâu phải một sớm một chiều, ai cũng biết điều đó cả. Hồng Loan cũng không bao giờ có ý định làm ca sĩ chuyên nghiệp, bởi hơn ai hết, những người bên cạnh Loan đều biết khả năng em ấy đang ở đâu và em ấy phải làm nghề nghiệp gì. Loan đứng ở sân khấu trống đồng, hát ở Úc, vân vân, đều không phải là nhân vật chính. Xung quanh Loan là những nghệ sĩ, ca sĩ có tên tuổi, có tài năng, dù bảo chứng đủ bảo chứng cho chương trình, đủ xứng đáng với số tiền vé mà khán giả bỏ ra mua khi vào xem. Còn Hồng Loan chỉ là khách mời, là con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh, đến giao lưu với khán giả của ba mình, hát giao lưu với khán giả của ba mình, nói lời cảm ơn khán giả ba mình. Chưa có ai giới thiệu Hồng Loan là ca sĩ, là diễn viên chuyên nghiệp cả, nên đừng đánh cháo khái niệm. Những ai yêu thương Hồng Loan thật lòng đều muốn em ấy có một cuộc sống bình yên, thu nhập ổn định, được thử sức với những đam mê của mình. Những ai yêu thương Hồng Loan thật lòng đều rất vui vẻ đón nhận những lời khen chê của em ấy. Còn những ai làm ngược lại điều này, rất mong mọi người sáng suốt nhìn nhận đó có phải là thật sự yêu thương Hồng Loan hay không. Đó, quá hay luôn. Đây là lời của một anh nhà báo viết rất là chân thật của chú anh chị không? Nhận nói chung á là phân tích dựa trên cái thực tế. Hồng Loan hát không hay thì chỗ nào và Hồng Loan cần phải cải thiện như thế nào? Khen chê như thế nào, ai khen ai chê như thế nào, chứ nó phải viết theo một chiều. Nói như vậy là nhằm là trách,
giống giống như là nó quan cho những người khán giả Úc rồi. Em thấy khán giả Úc người ta rất là yêu mến Hồng Loan mà. Nói như vậy tội nghiệp cho cô chú anh chị những người mà đón xem những chương trình, những người ủng hộ Hồng Loan. Tuy nhiên bây giờ chúng tôi đi ủng hộ Hồng Loan nhưng anh viết như vậy, anh viết là chúng tôi ngán ngẩm và chê bai con gái Hồng Loan, như vậy là tự viết sai cái sự thật rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó. Đó là một cái. Còn cái bài viết thứ hai thì của anh Lu An viết như thế này nè, rất là hay. Xăng si, si xăng. Xét về gia đình, cha nó giàu hơn mẹ mình. Xét về danh tiếng, mẹ mình hơn cha nó ở tài cờ bạc. Xét về nhan sắc, mình cũng chẳng đẹp hơn nó. Xét về tiền bạc, nó thu nhập ngày càng cao, còn mình thầu đám tang ngày càng vơi. Xét về tài sản, nó nhà lầu, mặt tiền, xe hơi, ti hơi cũ, còn mình thì vô gia cư. Xét về hậu vận, nó năm đứa con, trai gái đầy đủ, còn mình một con vịt trời. Xét về các mối quan hệ, quanh nó toàn những người tốt, thành đạt, và còn quanh mình thì là âm binh. Sao cái gì cũng thua nó hết vậy trời? À còn, còn một cái đó là giọng hát. Mình hát hay hơn nó, mình là nghệ sĩ, sao nó ngôi? Nó, còn nó là bán hàng online. Mình được đào tạo bài bản, được cậu chỉ dạy, còn nó từng chạy xe Honda ôm. Mình thường lên sóng đài truyền hình, còn nó lúc ngồi ngoài chợ bán hải sản. Mình từng hát bài, mình từng hát trước hàng trăm khán giả. Nó giỏi lắm chị, hát trong phòng karaoke. Kha kha, mình cũng giỏi hơn nó mà. Ủa gì kỳ vậy? Mình hát hay thế sao bây giờ không ai mình đi show nhỉ? Cả năm nay không có đài nào liên hệ mình nhỉ? Con đó hát lạc tông, lạc nhịp, ai cũng mời đi hát tùm lum tùm la vậy nhỉ? Nó có phải ca sĩ đâu mà đi nước ngoài lưu diễn nhỉ? Không được, phải đè nó xuống. Mình chỉ còn giọng hát là hơn nó. Tình hình này, đến một ngày nào đó nó hát hay hơn mình nữa là lúc đó lấy gì được mà sân si với nó. Phải thông báo cho cả nhà cộng đồng mạng biết mới được. Bố bà con cô bác ơi, con nhỏ đó nó không phải là ca sĩ chuyên nghiệp mà nó hát dở quá. Đừng có nghe nó hát. À, thì đây là một số những cái lời mà cô Lu An nói. Nói thật sự ra nói là để ám chỉ, nói là thật sự ra quý vị không? Trong cái câu chuyện này á, tới thời điểm này á thì ai cũng biết rằng mẹ con cô Sáu là sai rồi, đúng không cô chú anh chị? Đâu ai mà tự nhiên đi phân biệt giữa con nuôi con ruột, mà đâu ai tự nhiên khơi khơi đi giành tài sản của ba người ta để lại. Bây giờ có nói dù gì đi chăng nữa thì Hồng Loan vẫn hơn, đúng không? Nói Hồng Loan phá của thì có phá bằng cô Sáu không? Nói Hồng Loan có hai chồng thì có nhiều chồng bằng cô Sáu không? Đúng không cô chú anh chị? Mà tất cả mọi thứ ông Năm đều không có đem lên mạng để mà nói, cũng chưa bao giờ chê Hồng Loan trước bất kỳ một ai đó, mà thậm chí còn khen con gái của mình. Còn đối với mẹ con cô Sáu thì sao? Đưa ông bà ra ngoài đường, sau đó thì sao cô chú anh chị? Đó, báo của ông Năm hết 5 căn nhà 1.000 mấy lượng vàng, chăm ông Năm trong bệnh viện thì cũng không chăm, đúng không? Trả tiền viện phí cũng không trả, thờ ông Năm cũng không thờ, để tang ông Năm cũng không để tang, xuống mộ lao dọn mộ cũng không làm, tất cả mọi thứ đều không làm hết, mà giờ đây á mở miệng ra là thương ông Năm. Tất cả là đồn đẩy cho Hồng Loan hết cô chú chị. À, còn khi mà lên để mà nhận ruột thịt á, thì nhanh tay lắm. Làm không làm mà lúc nào cũng muốn là mình là ruột thịt hết. Thì thua cô chú anh chị ơi. Đó, thì đây là cái những gì mà mẹ con cô Sáu phải trả giá cho những cái hành động của mình. Đó, dù cho hôm nay anh báo viết như vậy á, thì tự cái ngồi viết của mình có nhận tiền hay không thì em không dám khẳng định. Nhưng mà mình có nghe lời ai hay không thì em dám khẳng định. Nhưng mà tự cái ngồi viết mình, nó làm cho mình là thành một cái người xấu đó, đúng không cô chú anh chị? Đó, mà càng đi nói Hồng Loan như vậy mọi người càng thương và Hồng Loan càng nhận được cái nhiều sự yêu thương hơn, đúng không? Đó, còn những ai mà yêu thương Hồng Loan, em nói thiệt với cô chú anh chị, bây giờ bỏ hết đi, chúng ta cùng chung một chiến tuyến, chúng ta cùng chung một con đò, cùng chung một chiếc thuyền, cùng chung một tiếng xe để chúng ta đi tới những cái gì, để mà chứng minh cho những cái điều mà từ xưa tới giờ nó gọi là đạo lý, nó gọi là chân lý rồi, thì không ai có thể bất di bất diệt có thể mà làm sai những điều đó hết, để nó không ảnh hưởng tới những cái gia đình, ảnh hưởng tới những người sau này. Quý vị thấy đó, có rất là nhiều người họ âm mưu để mà họ chiếm lấy tài sản của anh, của mẹ hay của người khác. Đâu phải là ai cũng được may mắn như Hồng Loan là được có sự chị Ni giúp đỡ và được nhiều người yêu mến, còn những người khác sao cô chú anh chị? Đó. Không được sự giúp đỡ thì họ phải đành mất tài sản của ba của mẹ mình sao, đúng không? Qua cái sự việc này chúng ta cần phải làm rõ những ai mà cố tình làm sai cái sự thật thì phải trả giá cho hành động của những người đó. Đó, bởi vì đừng nên tấn công hết. Đừng nên tấn công ai hết,
đó, tất cả mọi thứ bỏ qua để chúng ta cùng chung một chiến tuyến. Chứ bây giờ không phải là lúc mà đi phân bì, đi đấu tay đôi với những người trong cái cùng chung một chuyến xe với mình đó. Đúng không cô chú anh chị? Đó, thì đây là một số những cái thông tin mà Tiến muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy hay, nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em. Và nhớ vào cái kênh mới để đăng ký ủng hộ giúp em nha cô chú anh chị ha. Và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.